Hello, xin chào cô chú anh chị trên cộng đồng mạng nha. Hôm nay em cũng có bức xúc như vậy nè cô chú anh chị. Em có coi những cái clip mà của những em truyền thông mà quay ở nhà của cha của thầy Minh Tuệ, mà đang cái chỗ mà thầy Minh Tuệ ở đó cô chú anh chị, ngay chỗ mà để cất cho thầy Minh Tuệ một cái am đó, thì em thấy một cái khứa tội đức này là thầy ở đâu mà thầy dám vô trong ngay chỗ của thầy Minh Tuệ ở. Trong khi bây giờ em nói cô chú anh chị, cô chú anh chị có làm giả đi chăng nữa, ở ngoài đời ai cũng biết nha, cộng đồng mạng ai cũng biết, cô chú anh chị làm như vậy có được gì không? Muốn nổi tiếng hả? Nổi tiếng rồi tai tiếng tai biến. Em nói cô chú anh chị biết không, đừng có lấy tiếng. Nên em mong rằng cô chú anh chị trên cộng đồng mạng phải xem xét lại coi ông thầy tệ đức này tại sao dám ngang nhiên bước vô trong nhà ngay chỗ cái chòi của ông thầy Thích Minh Tuệ, mà trong khi thầy Thích Minh Tuệ này bây giờ người ta đang ở ngay chỗ đó, mà gia đình người ta đất cát người ta đang ngay chỗ đó để cất cho thầy Minh Tuệ ở, mà thầy Minh Tuệ chưa về còn đi khất thực nha cô chú anh chị, đi khất thực để xin đặng cho nó đủ duyên rồi thầy mới về, chứ chưa thầy chưa về đâu. Mà tại sao mới vừa cất lên mà ông khứa thầy đất này ông vô đó ông ngồi? Ông có tư cách gì mà ông vô đó ông ngồi? Ông muốn nổi tiếng hả, hay là ông muốn tai tiếng, hay là ông muốn tai biến? Nói chứ bây giờ tôi nói cho ông nghe nè, bây giờ giả tu rất là nhiều nha, bây giờ không có qua được luật pháp đâu. Trời ơi, cái công nhận là cái luật pháp người ta làm rất là công bằng lắm nha cô chú anh chị, chứ không phải đơn giản đâu. Nên giờ em nói với cô chú anh chị nghe nè, nhìn ông này nè mà em thấy ứa gan em lên. Gia đình người ta đâu có cho vô, mà xé rào vô đây làm gì hả? Tôi hỏi ông nè, ông á, ông tu mà ông tu ở chỗ nào, chùa nào, hay là ông tu thật giả tôi đâu có biết, mà ông tu tại sao tại nhà ông không tu, mà ông lại nhà ta ông tu là sao? Ông lại ngay chỗ cái chùa của người ta ông tu, ngay chỗ cái am của người ta, ta mới vừa cắt lên để cho thầy Thích Minh Tuệ về tu, tại sao ông nhảy vô ông ngồi đó là sao? Tôi rất là đau lòng, tôi rất bức xúc. Tôi nói thật, bây giờ đợi giờ giả thiệt em không biết nha cô chú anh chị. Nói thật em rất là bức xúc. Cô chú anh chị thấy mặt em đỏ không? Em coi cái clip đó em rất là đau lòng. Thật tình á, em hỏi cô chú anh chị vậy nè, tại sao trong cái chùa thiếu cha gì chùa thì cái khứa này nè, khứa tệ đức này nè, ta vô chùa đi, tại sao không vô chùa mà đi vô ngay chỗ đó muốn nổi tiếng hả thầy? Hả? Hả khứa tệ đức? Ông muốn cái gì? Ông nói đi, tại sao không vô mà nghe ông muốn ngay chỗ đó đang quay như vậy, rồi cái ông muốn nổi tiếng ông lên nha, rồi ông vô đó để ông lấy tiếng, để ông về nhà để ông làm một cái việc gì đó tôi đâu có cần biết hả? Tôi coi tôi bức xúc thiệt luôn á. Chuyện người ta đi khất thực là cái đó cái nhân duyên nhân quả của người ta, còn cái chuyện ông đi thì chuyện ông đi, mà tại sao trên đường thiếu cha gì chỗ ông đi? Ông không đi, ông đi quẹo vô trong cái am của thầy Thích Minh Tuệ để làm gì? Trong khi thầy Thích Minh Tuệ là ta chưa có duyên để về cái am nha, chừng nào có cái duyên về cái am thì thầy Minh Tuệ mới về. Còn ông bây giờ ông tu đâu thì mặc tình ông đi tu đi, ông tiêu tu ngoài đường, ông tu đâu quyền của ông nha. Tôi nói cho ông biết, tại sao cái am của người ta mà ông nhảy vô đó ông ngồi là sao? Tôi nói thật, nếu tôi là trong gia đình của thầy Thích Minh Tuệ, tôi tống cổ ông ra từ lâu rồi, chứ không phải mới đây đâu. Ông là giả, ông là sư nào, sư ở đâu? Tại sao thầy Thích Minh Tuệ bây giờ là ẩn tu? Ẩn tu thậm chí gia đình ta còn không biết ta ở đâu nữa nha. Còn ông tự nhiên ông thấy người ta quay quá trời, ông xuất hiện, ông chui vô trong cái chỗ am đó ông ngồi. Ông thấy vậy có đúng hay là sai? Hay là ông muốn nổi tiếng để có tai tiếng rồi có tai biến không nữa? Đời bây giờ tôi nói thật với ông nha, rất là, tôi nói giả cũng có mà thật cũng có nghe. Đời bây giờ á, tôi nói cái chuyện gì cũng có thể hết cô chú anh chị. Thật ra là ông này á, tôi không, cộng đồng mạng muốn tẩy chay ổng để công an vào cuộc coi ổng như thế nào. Tại sao kỳ vậy? Cứ kéo bày lũ tới nhà của ông thầy Thích Minh Tuệ để làm gì? Cha mẹ người ta bức xúc, người ta đâu có muốn ai mà tới quấy rầy gia đình ta đâu. À, còn mấy anh YouTube đi quay á, là đi quay á, là nói chung nếu mình nói la mấy anh YouTube thì cũng tội nghiệp. Nhờ mấy anh YouTube, mấy anh truyền thông, tụi em mới biết ở đây có chuyện này, ở đằng đó có chuyện khác.
chứ không có mấy anh truyền thông làm gì có biết được cô chú anh chị. Nên em mong rằng luật pháp của Việt Nam, em tin tưởng luật pháp Việt Nam á, à, vào cuộc coi ông thầy Tệ Đức này ông ở đâu. Tại sao cái am của người ta, người ta tu mà trong khi người ta xây cái đó để cho con ta về tu, mà tại sao người ta chưa về tới đó, thì trong khi á, là à, ông thầy Tệ Đức này ông chui vô đó, ông khứa Tệ Đức này ông chui vô đó. Trời đất, có Phật địa ơi. Ủa vậy ông có duyên về cái am đó hả? Ông có duyên về cái am đó, cái am của người ta. Ông nên nhớ. Ông quảnh cái lỗ tai ông lên, ông nghe tôi nói nè. Tôi nói là tôi có nghiệp cũng được nè. Nha. Tôi rất là bức xúc. Tôi bị nghiệp cũng được nè. Người ta đi tu là cái duyên số của người ta. Nha. Còn cái chuyện trên đời này ai đi tu là quyền. Mỗi công dân cũng có phải một có cái quyền tự do của mọi con người. Chứ không phải ai ép ai được. Nhưng mà nếu là thầy thật sự thì thầy đi thách thật ngoài đường đi. Tại sao có bao nhiêu chỗ thầy không đi mà thầy quẹo vô trong cái am mà thầy ngồi trong cái cốc của người ta. Ngồi trong cái cốc của người ta. Bởi vì cô chú anh chị thấy đúng hay sai? Ngồi trong cái cốc của người ta mà trong khi á gia đình người ta không cho vô mà xé đào vô á cô chú anh chị. Xé đào vô đó đó. Hỏi cô chú anh chị đúng hay sai? Em thật em rất là đau lòng. Trời ơi, trên đời này giờ chuyện gì cũng có chuyện xảy ra hết. Rồi những cái người đi kéo tới để cổ vũ tinh thần cho ông thầy đó, có đúng là sai? Ông thầy đó là cái gì mà tất cả của người ta cái xây cái cốc đó để về cho con người ta là thầy Thích Minh Tuệ về, nhưng mà ta chưa có duyên về tới đó. Thầy đi thuyết khắp thật, đúng ngày đúng giờ thầy mới về, chứ bây giờ có muốn về cũng đâu có về được. Con chú anh chị, thậm chí cha mẹ người ta muốn gặp mặt con gặp con không được nữa, đâu biết đâu gặp. Gia đình ta đâu có ai biết, à, đâu có biết thầy Thích Minh Tuệ nằm đâu mà gặp. Dân chúng cứ ào ào, cứ nói mai thầy ở đây, mốt thầy ở kia. Cái kéo nhau làm ung tắc giao thông, làm đến nỗi mà cơ quan pháp luật á, người ta phải ra, ta giải quyết để cho im, để có con đường, có xe đồ này nọ chạy. Ung tắc giao thông mà cô chú anh chị. Đó, làm vậy đúng hay sai? Hỏi cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đúng hay sai? Mình phải có ý thức chứ. Còn đi tu ta cũng vẫn có ý thức, cũng là con người. Nhưng mà ông khứa này nè, ông làm ơn đi, ông đi tu trên đường mắc mớ gì ai nói gì ông, mà ông quẹo vô trong cái chốc của người ta mà ông ngồi đó, ông làm như ông Phật vậy. Phật gì? Phật ở đâu? Tôi thật tôi không bao giờ tôi tin bất cứ một chuyện gì, tôi chỉ tin ông thầy Thích Minh Tuệ mà thôi. Tại vì người ta đi nay là 6 năm rồi mấy ông đi theo á là tôi kêu bằng phong trào nha cô chú anh chị. Phong trào có tu phong trào á. À, tại sao mấy lần trước mấy anh không đi tu, mấy ông không đi tu, tại sao mấy ông thấy ông thầy Minh Tuệ vậy, cái ông mấy ông kéo nhau tu là tu kiểu gì, tu kiểu gì mà trong khi cái cốc của người ta mà vô đó ngồi là ngồi kiểu gì trong đó. Thật ra tôi rất là bức xúc, nên tôi mong cơ quan pháp luật của nước Việt Nam mình vào cuộc để coi điều tra cái ông thầy này, ông tu ở đâu, ông làm cái gì, tại sao đường đi không đi, nhà ông có. Ông kêu YouTube lại quay ông ơi, là nhà ông dựng lên cái cốc ông ngồi. Mắc gì ông ngồi của cái cốc của thầy Thích Minh Tuệ. Thật ra em bức xúc lắm cô chú anh chị. Ông cũng phải coi lại ông đi, ông dòm được cái clip này. Ông coi lại ông coi đúng hay sai. Tôi là cô chú anh chị vậy đó. Tôi rất là bức xúc. Bây giờ ông phải lấy tên tuổi ông. Ông đánh bóng tên tuổi ông cô chú anh chị. Cái này ông chui vô đó để chi, với ông YouTube quay lên để cho ông nổi tiếng lên, để đánh bóng tên tuổi, là ông ra xã hội để ông làm ăn hả? Tôi hỏi cô chú anh chị nè, nổi tiếng nghe ông thầy thầy gì quên rồi, ta tên gì quên rồi, không phải ông thầy ngồi trong cốc á, ông thầy ngồi trong cốc cái tên gì vậy? À, nên tôi ông thầy mà giờ đang ngồi trong cốc đây nè, đang ngồi trong cốc của thầy Minh Tuệ nè, ông thầy đang ngồi trong cốc thầy Minh Tuệ là ông thầy tên gì? Đức. Ông Quỷ Đức nè. Ông có coi được cái clip này thì ông cảm xét lại con người ông đúng hay sai nha. Ông tôi nói ông đúng hay sai, rồi ông coi lại đi, ông chỉnh sửa cái bản tính ông lại đi. Mình tu là tu cái tâm nè cô chú anh chị, tu là sửa bản tính bản cách con người mình. Tôi đã nói nhiều lần như vậy, chứ không phải tu mà tôi ôm cái nồi hoặc tôi lại đây tôi lại ngay chỗ ông thầy mà Thích Minh Tuệ, ông không có đó. Tôi chui vô đó để tôi lấy tiếng, nổi tiếng, rồi có tai tiếng, rồi có tai biến như cô chú anh chị.
chứ không đơn giản nha. Chứ cô chú anh chị đừng nghĩ là tôi lên mạng tôi nổi tiếng quá, tôi mừng quá. Bớt mừng ra đi. Em nói thật với cô chú anh chị vậy đó. Lên mạng không phải là giỡn mặt đâu. Mình lên đây không phải mình ăn cái gì cũng được, nhưng mà lên mạng xã hội mình phải nói cho những cái mạnh thường quân hoặc những cái người mà Phật tử ta nghe lọt lỗ tai, chứ không phải mà mình lên mình mắc nó gì mình phải lên đây mình la làng là sớm mình có được gì không cô chú anh chị. Nhưng mà em bức xúc, tại sao ông trên đường ông không đi, biết bao nhiêu chỗ ông không đi mà ông quẹo vô trong cái cốc của ông thầy Thích Minh Tuệ, ông ngồi trong đó để làm gì? Để làm gì? Ông chui vô đó ông ngồi trước là ông làm ông Phật sống hả? Ai tôn ông Phật sống? Tôi chỉ tôn ông thầy Thích Minh Tuệ mà thôi nha cô chú anh chị. Tôi tôn vinh ông thầy Thích Minh Tuệ nên tôi nhờ pháp lực, tôi tin tưởng pháp lực Việt Nam mình vào cuộc xem xét coi khứa này nè ở đâu mà quấn áo cà sa, quấn áo rong đồ vô trong đó ngồi đó, ngồi để làm gì? Ngồi để lấy tiếng hả? Thôi vậy em kính chúc cô chú anh chị một ngày mới được nhiều sức khỏe. Và cô chú anh chị chia sẻ cái clip này ra để tới tay thầy đó hoặc tới tay những cái anh mà làm việc để điều tra coi khứa này nằm ở đâu. Chứ em nói thật, em bức xúc, em là người dân cô chú anh chị, em coi mạng xã hội rất là nhiều đó. Chứ em không có liên quan gì dướng dấp gì với thầy Minh Tuệ. Tự vì cái tâm em là thấy thầy đi như vậy là em thương thầy thôi, chứ ngoài ra là em không có bà con ha, hoặc thân thiết gì với thầy Thích Minh Tuệ nha cô chú anh chị đó. Thì bây giờ em mong rằng cô chú anh chị thấy em nói mà có sai sót gì thì thông cảm bỏ qua cho em đó. Chứ em cũng chúc cô chú anh chị một ngày mới được nhiều sức khỏe, dạng sự như ý, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Nam mô A Di Đà Phật. Mô Phật. Hello, xin chào cô chú anh chị trên cộng đồng mạng nha. Hôm nay em cũng có bức xúc như vậy nè cô chú anh chị. Em có coi những cái clip mà của những em truyền thông mà quay ở nhà của cha của thầy Minh Tuệ, mà đang cái chỗ mà thầy Minh Tuệ ở đó cô chú anh chị, ngay chỗ mà để cất cho thầy Minh Tuệ một cái am đó. Thì em thấy một cái khứa tội đức này là thầy ở đâu mà thầy dám vô trong ngay chỗ của thầy Minh Tuệ ở. Trong khi bây giờ em nói cô chú anh chị có làm giả đi chăng nữa, ở ngoài đời ai cũng biết nha, cộng đồng mạng ai cũng biết. Cô chú anh chị làm như vậy có được gì không? Muốn nổi tiếng hả? Nổi tiếng rồi tai tiếng tai biến. Em nói cô chú anh chị biết không? Đừng có lấy tiếng. Nên em mong rằng cô chú anh chị trên cộng đồng mạng phải xem xét lại coi ông thầy tể đức này tại sao dám ngang nhiên bước vô trong nhà ngay chỗ cái chòi của ông thầy Thích Minh Tuệ. Mà trong khi thầy Thích Minh Tuệ này bây giờ người ta đang ở ngay chỗ đó, mà gia đình người ta đất cát người ta đang ngay chỗ đó để cất cho thầy Minh Tuệ ở, mà thầy Minh Tuệ chưa về còn đi khất thực nha cô chú anh chị, đi khất thực để xin đặng cho nó đủ duyên rồi thầy mới về, chứ chưa thầy chưa về đâu. Mà tại sao mới vừa cất lên mà ông khứa tại đất này ông vô đó ông ngồi? Ông có tư cách gì mà ông vô đó ông ngồi? Ông muốn nổi tiếng hả, hay là ông muốn tai tiếng, hay là ông muốn tai biến? Nói chứ bây giờ tôi nói cho ông nghe nè, bây giờ giả tu rất là nhiều nha, bây giờ không có qua được luật pháp đâu. Trời ơi, cái công nhận là cái luật pháp người ta làm rất là công bằng lắm nha cô chú anh chị, chứ không phải đơn giản đâu. Nên giờ em nói với cô chú anh chị nghe nè, nhìn ông này nè mà em thấy ứa gan em lên. Gia đình người ta đâu có cho vô mà xé rào vô đây làm gì hả? Tôi hỏi ông nè, ông á, ông tu mà ông tu ở chỗ nào, chùa nào, hay là ông tu thật giả tôi đâu có biết. Mà ông tu tại sao tại nhà ông không tu, mà ông lại nhà ta ông tu là sao? Ông lại ngay chỗ cái chùa của người ta ông tu, ngay chỗ cái am của người ta ta mới vừa cắt lên để cho thầy Thích Minh Tuệ về tu, tại sao ông nhảy vô ông ngồi đó là sao? Tôi rất là đau lòng, tôi rất bức xúc. Tôi nói thật, bây giờ đợi giờ giả giả thiệt em không biết nha cô chú anh chị. Nói thật em rất là bức xúc. Cô chú anh chị thấy mặt em đỏ không? Em coi cái clip đó em rất là đau lòng. Thật tình á, em hỏi cô chú anh chị vậy nè, tại sao trong cái chùa thiếu cha gì chùa thì cái khứa này nè, khứa tể đức này nè, ta vô chùa đi, tại sao không vô chùa mà đi vô ngay chỗ đó muốn nổi tiếng hả thầy? Hả khứa tể đức, ông muốn cái gì ông nói đi, tại sao không vô mà nghe, ông muốn ngay chỗ đó đang quay như vậy rồi cái ông muốn nổi tiếng ông lên nha.
rồi ông vô đó để ông lấy tiếng, để ông về nhà để ông làm một cái việc gì đó tôi đâu có cần biết hả. Tôi coi tôi bốc xúc thiệt luôn á. Chuyện người ta đi 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 khắp thật là cái đó cái nhân duyên nhân quả của người ta, còn cái chuyện ông đi thì chuyện ông đi, mà tại sao trên đường thiếu cha gì chỗ ông đi, ông không đi, ông đi quẹo vô trong cái am của thầy Thích Minh Tuệ để làm gì, trong khi thầy Thích Minh Tuệ là ta chưa có duyên để về về cái am nha. Chừng nào có cái duyên về cái am thì thầy Minh Tuệ mới về. Còn ông bây giờ ông tu đâu thì mặc tình ông đi tu đi, ông tiêu tu ngoài đường, ông tu đâu quyền của ông nha. Tôi nói cho ông biết tại sao cái am của người ta mà ông nhảy vô đó ông ngồi là sao. Tôi nói thật, nếu tôi là trong gia đình của thầy Thích Minh Tuệ tôi tống cổ ông ra từ lâu rồi chứ không phải mới đây đâu. Ông là giả, ông là sư nào, sư ở đâu, tại sao thầy Thích Minh Tuệ bây giờ là ẩn tu, ẩn tu thậm chí gia đình ta còn không biết ta ở đâu nữa nha. Còn ông tự nhiên ông thấy ta quay quá trọng xuất hiện, ông chui vô trong cái chỗ am đó ông ngồi, ông thấy vậy có đúng hay là sai, hay là ông muốn nổi tiếng để có tai tiếng rồi có tai biến không nữa. Đời bây giờ tôi nói thật với ông nha, rất là tôi nói giả cũng có mà thật cũng có nha. Đời bây giờ á, tôi nói cái chuyện gì cũng có thể hết cô chú anh chị. Thật ra là ông này á, tôi không, cộng đồng mạng muốn tẩy chay ổng để công an vào cuộc coi ổng như thế nào. Tại sao kỳ vậy, cứ kéo bày lũ tới nhà của ông thầy Thích Minh Tuệ để làm gì? Cha mẹ người ta bức xúc, người ta đâu có muốn ai mà tới quấy rầy gia đình ta đâu. À, còn mấy anh YouTube đi quay á, là đi quay á, là nói chung nếu mình nói la mấy anh YouTube thì cũng tội nghiệp. Nhờ mấy anh YouTube, mấy anh truyền thông tụi em mới biết ở đây có chuyện này, ở đằng đó có chuyện khác, chứ không có mấy anh truyền thông làm gì có biết được cô chú anh chị. Nên em mong rằng luật pháp của Việt Nam, em tin tưởng luật pháp Việt Nam á, vào cuộc coi ông thầy Tệ Đức này ông ở đâu, tại sao cái am của người ta, người ta tu mà trong khi người ta xây cái đó để cho con ta về tu, mà tại sao người ta chưa về tới đó, thì trong khi á là ông thầy Tệ Đức này ông chui vô đó, ông khứa Tệ Đức này ông chui vô đó. Trời đất, có Phật địa ơi, ủa vậy ông có duyên về cái am đó hả? Ông có duyên về cái am đó, cái am của người ta. Ông nên nhớ, ông quẳng cái lỗ tai ông lên ông nghe tôi nói nè. Tôi nói là tôi có nghiệp cũng được nữa nha. Tôi rất là bức xúc, tôi bị nghiệp cũng được nữa. Người ta đi tu là cái duyên số của người ta nha. Còn cái chuyện trên đời này ai đi tu là quyền, mỗi công dân cũng có phải một có cái quyền tự do của mỗi con người, chứ không phải ai ép ai được. Nhưng mà nếu là thầy thật sự thì thầy đi thách thật ngoài đường đi. Tại sao khao bao nhiêu chỗ thầy không đi mà thầy quẹo vô trong cái am đó, thầy ngồi trong cái cốc của người ta, ngồi trong cái cốc của người ta, hỏi gì cô chú anh chị thấy đúng hay sai? Ngồi trong cái cốc của người ta mà trong khi á gia đình người ta không cho vô mà xé rào vô á cô chú anh chị, xé rào vô đó đó, hỏi cô chú anh chị đúng hay sai? Em thật em rất là đau lòng. Trời ơi, trên đời này giờ chuyện gì cũng có chuyện xảy ra hết. Rồi những cái người đi kéo tới để cổ vũ tinh thần cho ông thầy đó, có đúng là sai? Ông thầy đó là cái gì mà đất cát của người ta xây cái cốc đó để về cho con người ta là thầy Thích Minh Tuệ về, nhưng mà ta chưa có duyên về tới đó. Thầy đi khắp thật, đúng ngày đúng giờ thầy mới về, chứ bây giờ có muốn về cũng đâu có về được cô chú anh chị. Thậm chí cha mẹ người ta muốn gặp mặt con gặp con không được nữa, đâu biết đâu gặp. Gia đình ta đâu có ai biết, đâu có biết thầy Thích Minh Tuệ nằm đâu mà gặp. Dân chúng cứ ào ào cứ nói mai thầy ở đây mốt thầy ở kia, cái kéo nhau làm ung tắc giao thông, làm đến đổi mà cơ quan pháp luật á, người ta phải ra ta giải quyết để cho im, để có con đường có xe đồ này nọ chạy, ung tắc giao thông mà cô chú anh chị đó. Làm vậy đúng hay sai, hỏi cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đúng hay sai? Mình phải có ý thức chứ. Còn đi tu ta cũng vẫn có ý thức, ta cũng là con người. Nhưng mà ông khứa này nè, ông làm ơn đi, ông đi tu trên đường mắc mớ gì ai nói gì ông, mà ông quẹo vô trong cái chốc của người ta mà ông ngồi đó ông làm như ông Phật vậy. Phật gì, Phật ở đâu? Tôi thật tôi không bao giờ tôi tin bất cứ một chuyện gì, tôi chỉ tin ông thầy Thích Minh Tuệ mà thôi. Tại vì người ta đi nay là 6 năm rồi, rồi mấy ông đi theo á là tôi kêu bằng phong trào nha cô chú anh chị, phong trào nó tu phong trào á. Tại sao mấy lần trước mấy anh không đi tu, mấy ông không đi tu,
Tại sao mấy ông thấy ông thầy mình tệ vậy? Cái mấy ông kéo nhau chú là tu kiểu gì? Tu kiểu gì mà trong khi cái cốc của người ta mà vô đó ngồi là ngồi kiểu gì trong đó? Thật ra tôi rất là bức xúc, nên tôi mong cơ quan pháp lực của nước Việt Nam mình vào cuộc để coi điều tra của ông thầy này, ông tu ở đâu, ông làm cái gì, tại sao đường đi không đi, nhà ông có, ông kêu YouTube là quay ông ấy, là nhà ông dựng lên cái cốc ông ngồi, mắc gì ông ngồi cái cốc của thầy Thích Minh Tuệ. Thật ra em bức xúc lắm cô chú anh chị, ông cũng phải coi lại ông đi, ông vừa ông được cái clip này, ông coi lại ông coi đúng hay sai. Tôi nói thật cô chú anh chị vậy đó, tôi rất là bức xúc. Bây giờ ông phải lấy tên tuổi ông đóng tên tuổi ông cô chú anh chị, cái này ông chui vô đó.